Đẳng cấp cà phê. Noel năm 1953 tại Brooklyn, New York. Rượu của tôi đâu? Bà lại giấu chai rượu của tôi đi đâu rồi? Mẫn bây giờ? Nhà chẳng còn đồng nào cả. Tôi chưa vay được tiền. Ông chịu khó đi. Mai tôi có tiền, nhất định sẽ mua cho ông. Thôi ông vào nghỉ ngơi đi. Để tôi còn đi chuẩn bị bữa tối. Ông làm cái gì vậy? Ông có biết hôm nay là đêm Noel không? Các con của ông còn chưa được miếng nào vào bụng đó. Ông còn ở đó mà rủ với chè. Suốt ngày chỉ làm khổ vợ khổ con thôi à. Thế rồi là gánh nặng vô dụng trong gia đình này. Cái lũ bất nhân, tôi bị tai nạn thế này mà một đồng bồi thường cũng không được nhận. Không có bảo hiểm y tế, không trợ cấp. Lũ ngu ngốc kia, các người giết tôi đi. Giết tôi đi còn hơn. Sống khổ sở thế này thì sống làm cái gì? Thôi thôi, ông yên lặng đi cho tôi nhờ. Đừng có mà to tiếng. Hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Hôm nay dù gì cũng là ngày lễ, đừng làm cho họ cảm thấy phiền phức. Sao ai cũng coi tôi là đồ vô dụng, đồ bỏ đi thế hả? Họ là gì mà dám than phiền về tôi chứ? Tôi sẽ giết hết những người đã chà đạp đến cuộc sống này của tôi. Michael, con dẫn các em ra phố chơi nhé. Đánh cho thì khổ. Ôi trời, cái số của tôi. Đi mau đi các con. Thật là khốn khổ. Đến bao giờ mình và các con mới có nổi một ngày sung sướng đây? Thật tội nghiệp cho các con tôi. Người ta thì sống bên nhau, đằng này thì không biết phải lang thang đến khi nào ông ấy mới nguôi cơn giận đây. Phía trước có cửa hàng bánh ngọt ngon chưa kìa? Em đói bụng quá anh chút ơi. Ừ, anh cũng vậy. Ôi, vì nhà mình không có tiền, ba thường xuyên phải uống loại cà phê hết hạn. Giá như mình có đủ tiền mua cho ba lon cà phê ngon lành kia, biết đâu ba sẽ không còn cáu gắt và nổi nóng với mẹ con mình nữa. Nhưng tiếc là mình chẳng biết kiếm đâu ra tiền cả. Đi thôi, chúng ta đến nhà dì Anna xem sao. Biết đâu dì vẫn còn súp khoai tây nóng đó phải không chút? Johnny, anh đưa Johnny đến nhà dì trước đi nha. Nhà bạn Tony một chút rồi ghé qua ngay. May quá, giờ này cửa hàng đang vắng, chỉ có vài vị khách kia thì đang mải mê tính tiền, chắc không ai chú ý đến mình đâu. Thời cơ đây rồi. Hả? Bắt lấy nó đi, có ai không? Giúp tôi bắt trộm, bắt lấy nó đi. Chết rồi, chết rồi, bị phát hiện ra thì mình sẽ xong đời luôn. Phải làm thế nào đây? May quá, họ đi rồi, chắc không ai biết nhà mình ở gần đây đâu ha. Đúng vậy, họ đâu biết mình đâu. Về nhà thôi, chắc ba sẽ bất ngờ về món quà này lắm đây. Ba, ba ơi, ba. Chút, đi đi, đừng làm phiền ta. Ba, con có món quà Giáng sinh dành tặng ba này. Ba hãy vui vẻ. Ba thử xem đó là món quà gì đi. Con tin là ba sẽ rất thích cho mà coi. Hả? Quà cho ta sao? Chẳng phải ba rất thích uống cà phê sao? Con tặng ba đó. Ba uống thử đi ba, xem có ra ngay thằng ác con kia. Nước mắt ra mà đã bày trò trộm cắp như vậy rồi hả? Thôi chết rồi, sao ông chủ cửa tiệm có thể tìm đến tận đây cơ chứ? Mình tưởng đã thoát rồi, ai ngờ lại ra nông nổi này. Hóa ra ông xui con trai ông đi ăn cắp cà phê của tiệm chúng tôi sao? Ăn cắp ư? Ông nói con trai tôi ăn cắp đồ của ông. Lon cà phê này không đáng gì với tôi, nhưng trên đời này tôi ghét nhất những kẻ ăn cắp. Không làm thì không được lấy đồ của người khác, đã đổ bao mồ hôi công sức làm ra nó, nhớ chưa? Ông và thằng con trai của ông, từ nay một lần nào mà còn dám bén mảng đến cửa hàng của tôi thì biết đây. Stuart, ai dạy con trở thành một thằng ăn cắp vậy? Ta đã bảo con đi ăn cắp đồ về cho người cha tàn tật này sao? Con có còn coi ta là ba của con không hả? Ta đã đến mức vô dụng mà con coi thường ta đến như vậy phải không?
Con xin lỗi ba. Con chỉ... Nằm xuống ngay. Hôm nay ta sẽ cho con một trận, để con nhớ rằng ta sinh ra để làm con người, chứ không phải một kẻ ăn cắp. Nhớ chưa? Trời ơi, ông lại say rồi sao? Sao ông lại đánh thằng bé ra nông nổi này? Bà hỏi xem thằng con trai của bà đã làm gì đi. Tôi là ba của một thằng ăn cắp đó, bà còn bên nữa hả? Không được khóc, chút. Như vị của sự khốn khó và nghèo khổ tận cùng là thế đó. Sau này mình sẽ nỗ lực bằng mọi giá. Mình sẽ giàu có. Bà sẽ không phải ăn cắp, không phải uống loại cà phê đã hết hạn. Người ta vứt đi vì không có tiền nữa. Sẽ không để ai coi thường gia đình mình thêm một lần nào nữa đâu. Jess, công việc học hành của cậu thế nào rồi? Vẫn tốt anh ạ. Tháng tới sau khi ra trường, em sẽ nộp hồ sơ xin việc vào các công ty quốc tế. Vậy ư? Thanh niên có chí như cậu làm anh phục lắm đấy. Nhưng sao dạo này không thấy cậu về nhà? Em bận quá ạ. Để khi nào rảnh rỗi thì em sẽ ghé về sau. Thưa anh có thư ạ? Cảm ơn cô. Jude à, đã lâu rồi con không về nhà. Con vẫn khỏe chứ? Ba dạo này đã yếu hơn rồi. Nếu có thời gian, con nhớ tranh thủ về nhà nha. Ba mẹ rất nhớ con. Cô Anna, đặt cho tôi một vé tàu sớm nhất vào ngày bay về Brooklyn nha. Dạ vâng, thưa anh. Jude, ông ơi, thằng bé về thăm ông này. Cái thằng bé này đi đến mấy tháng mới về một lần. Chúng ta nhớ con quá. Ba ơi, con có mua cà phê đen nguyên chất của Brazil. Ba thử xem vị thế nào ạ? Đây mà là cà phê hảo hạng sao? Con chống sức học hành và kiếm tiền rồi mua về cho cha loại cà phê rẻ tiền này à? Vâng, đó là tất cả những gì con đã nỗ lực đó ba. Ba chưa bao giờ thừa nhận sự cố gắng của con cả. Chưa bao giờ con được nghe từ ba một câu động viên rằng con đã làm rất tốt. Bà lúc nào cũng xem thường con. Kìa, Jude à, con mới về mà, sao đã đi ngay vậy? Mẹ à, con sẽ gửi tiền về nhà mỗi tháng. Từ nay con sẽ ít về nhà hơn. Bà có lẽ không chào đón con ở đây đâu. Jude à, con ơi. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Bà của con, hôm nay bà còn có vẻ mệt hơn rồi. Con có thể về được không? Hiện con đang có cuộc đàm phán với khách hàng. Con rất bận. Chúng ta nói chuyện này sau nha mẹ. 2 tuần sau. Jude à, ba của con, ba con đã nhắm mắt rồi. Cả cuộc đời ba con tiết kiệm từng thứ một, giờ mất đi vật dụng cũng chả có bao nhiêu. Cả cuộc đời ông ấy thật đã quá khổ sở và bất hạnh rồi. Mẹ à, mẹ đừng đau buồn quá. Biết đâu đó là cách giải thoát cho ba. Để con cất đồ lên trên nóc tủ cho gọn nha mẹ. Đồ của ba cất tận trên này sao? Là gì vậy ta? Lon cà phê này là... Con trai yêu quý, ba xin lỗi, vô cùng xin lỗi con. Ba là một người ba thất bại. Ba đưa con đến với thế giới này, nhưng lại không thể mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp. Dù có phải nghiêm khắc với con, ba vẫn bắt buộc phải làm, vì ba biết con sẽ nỗ lực hết mình. Xin lỗi con vì tất cả, nhưng ba cũng có ước mơ của mình. Ước mơ lớn nhất của đời ba là có một quán cà phê nhỏ, và ba có thể nhàn nhã pha cà phê cho mọi người yêu thích cà phê. Ba hy vọng con có thể thay ba trải nghiệm niềm hạnh phúc đó. Ba yêu con rất nhiều. Ba, ba ơi. Cậu thật sự muốn nghỉ việc ư? Vị trí của cậu còn số thu nhập là 75.000 đô
là một vị trí bao người mơ đó. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Quán cà phê nổi tiếng Sito đang muốn dựng lại. Tôi muốn thử sức và thực hiện giấc mơ dang dở của ba tôi. Đây chính là câu chuyện có thật, được lấy cảm hứng từ ông Howard Schultz, chủ tịch và CEO Starbucks, là tỷ phú tự thân tạo nên cuộc cách mạng trong ngành cà phê ở Mỹ. Ông đưa Starbucks trở thành thương hiệu quốc tế trải rộng ở 75 quốc gia với 27.300 cửa hàng. Tài sản của ông ước tính 3 tỷ đô la Mỹ. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về ông chủ của đế chế Starbucks, ông Howard Schultz, xảy ra ở Brooklyn, New York năm 1953. Tình mẫu tử. Anh ta.
Ừ, đúng đó. Con đi làm ngay đi. Chiếc ô tô mới. Tôi quyết định lấy chiếc xe này. Vâng, tôi sẽ làm thủ tục cho anh ngay. Anh chờ một lát nha. Chúc mừng cậu nha. Hôm nào phải khao xe mới đấy. Tất nhiên rồi. Không uổng công bao nhiêu năm qua tới dành dụm, cuối cùng cũng mua được chiếc xe này. Xe mới có khác, đi im ru mà chẳng sợ nắng mưa. Chuyện ô tô phải khác xe máy chứ. Vào làm cốc cà phê đã. Cũng đang khác đây. Thôi muộn rồi, tụi mình về thôi. Ừ, về đi. Hình như ông ta đâm vào xe mình. Trời ơi, xe của cậu bị vỡ đèn hậu rồi. Trời ạ, sao xui thế không biết. Xe vừa mua còn chưa kịp đăng ký mà. Tất cả là tại ông. Méo hết cái xe của người ta rồi kìa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thôi mà được à. Đền tiền đi. Ông có biết chiếc xe này đắt thế nào không? Nhưng tôi sao? Định chạy làng à? Không đền là không sống tụi tôi đâu. Kìa Hùng, bình tĩnh đã nào. Anh muốn đền bao nhiêu? Kìa, cậu nói đi. Tớ cũng không biết nữa. Thế này nha, ông theo chúng tôi đi sửa xe. Hết bao nhiêu thì ông thanh toán. Chắc chỉ tầm vài triệu thôi. Vài triệu ư? Mình ơi, có chuyện gì thế mình? Tôi không may đâm vào xe của người ta. Giờ phải theo họ đi sửa xe để đền. Họ nói phải mất vài triệu. Trời, cả tháng nhà mình làm còn không đủ vài triệu. Lấy đâu ra tiền đền cho người ta? Đấy là việc của hai người. Còn đâm vào xe người ta thì phải đền. Để tôi đi theo họ. Còn bà cố gom lại chỗ gạo phương vải dưới đất. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không tháng này nhà mình không có gạo ăn đâu. Tôi không sao đâu. Cùng lắm là bán chiếc xe này đi. Rồi về nhà xem có gì bán nốt thôi. Nhưng bán xe rồi thì mình đi làm bằng gì? Biết làm sao được. Mình sai thì phải chịu thôi. Phải đền cho người ta chứ. Ông cũng biết điều đấy. Đi thôi. Khoan đã, ông không cần đi theo chúng tôi đâu. Sao ạ? Nghĩa là sao? Cậu muốn họ đền luôn tiền à? Ông không cần phải đền gì cho tôi cả. Ông cầm lấy và đi mua bao gạo khác đi. Đi thôi, Hùng. Nhưng mà... Cậu làm sao thế? Đã không bắt đền, còn cho ông ta tiền nữa. Còn cái xe thì sao? Xe thì sửa lại thôi chứ sao. Nhìn hoàn cảnh họ như thế tớ không nỡ. Chúng ta cũng đâu có bị gì đâu. Ông ta cũng đâu có muốn thế. Không may thôi mà. Cậu... Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một người tốt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.